Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television, chương trình Phóng sự Cộng đồng đến với quý vị hai tuần một lần nhằm mục đích gửi đến cho quý vị các thông tin sinh hoạt của cộng đồng và đồng thời về đời sống dân sinh qua các sự trình bày của các vị dân cử. Và kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, quý vị cũng đã được nghe qua những cuộc hội luận của các vị dân cử về nhiều cái sinh hoạt khác nhau, về cái diễn hành Tết cũng như là những cái sinh hoạt trong cộng đồng và kể cả những cái việc mà xảy ra đến thành phố của Westminster nơi đây. Và ngày hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh một lần nữa mời hai vị cư dân của thành phố Westminster cũng như Garden Grove có mặt hôm nay để chia sẻ với quý vị một vài sinh hoạt về cộng đồng và đồng thời về sinh hoạt của thành phố Westminster. Và trước hết, bên kia chúng tôi có anh Tony Bùi. Và trước khi mà đi sâu vào vấn đề chia sẻ hoặc hội luận thì xin phép cho chúng tôi được giới thiệu những vị diễn giả trong ngày hôm nay. Anh Tony Bùi là một người đã đến với nước Mỹ trước năm 1975, có nghĩa là anh đã du học từ năm 1971 và sinh hoạt ở nơi đây. Anh cũng đã tham gia vào từ những lúc mà thời gian đầu là những sinh viên tham gia vào trong cái nhóm sinh viên đại học. Và sau đó thì đã sinh hoạt và học xong làm ra làm kỹ sư và đồng thời sinh hoạt vào trong cái dòng chính xã hội cũng như chính trị ở đây. Và bây giờ tạm thời anh ấy cũng đã đủ để cho cái cuộc sống và anh dành toàn thời gian để mà đóng góp vào cái sinh hoạt của cộng đồng cũng như xã hội ở đây. Đó là anh Tony Bùi. Yeah. Và thưa quý vị, anh cũng là một cư dân của thành phố Westminster và anh rất am hiểu về tình hình của cộng đồng ở đây cũng như thành phố Westminster. Lát nữa đây chúng tôi có cơ hội để hỏi anh chi tiết hơn để quý vị biết được cái tình hình ở đây thay vì chúng tôi là những người nói ra. Và kế bên cạnh tôi thì chúng tôi có được cô Trần Thị Đào. Thưa với quý vị, cô Trần Thị Đào hiện là cư dân của thành phố Garden Grove và cô cũng là một giáo sư đại học bên Việt Nam. Và qua đây cô lại tiếp tục trong cái ngành giáo dục và đã làm việc cho học khu Westminster, là thành phố Westminster ở đây thưa với quý vị, trong vòng 15 năm. Và sau khi làm việc thì cô đã retire và hiện tại bây giờ thì cô cũng đóng góp cái thời gian của cô vào trong chương trình sinh hoạt cộng đồng cũng như là trong những cái sinh hoạt mà của thành phố ở Westminster hay những thành phố lân cận, kể cả thành phố Garden Grove mà cô đang sinh sống. Không biết giới thiệu như vậy có đủ để giới thiệu hai vị chưa? Và nếu còn có thiếu sót gì thì xin hai vị có thể bổ túc cho. Mời anh Tony gửi lời chào đến khán giả của chương trình. Tôi hân hạnh được hôm nay đến trong chương trình sinh hoạt cộng đồng để góp tiếng nói của tôi đối với những vấn nạn đang có trong tại thành phố của chúng ta. Thì qua sự giới thiệu của anh thì tôi sang đây từ 71. Nếu quý vị tính nhẩm thì sẽ biết tôi gần như là thất thập cổ lai hy, tức là đến một phần thất thập rồi. Thì thường thường cổ lai hy là gì? Là hiếm có, ngày xưa thì hiếm có nhưng mà ngày nay thì rất nhiều. Nhưng mà cổ lai hy ở chỗ là song song với tuổi lớn, chúng ta còn đóng góp những cái năng lực của chúng ta vào trong việc xây dựng cộng đồng, cũng như xây dựng xã hội hay xây dựng tôn giáo, góp phần về phương diện spiritual, tâm linh, cũng như về social, về xã hội hay là về phương diện cultural và văn hóa. Do đó những thời giờ rảnh rỗi của tôi cũng dành để góp sức vào các sinh hoạt trong cộng đồng. Dạ, thưa với quý vị, mục đích mà chúng tôi gọi là anh bởi vì nhìn bên ngoài anh rất là trẻ và tâm hồn rất là trẻ, cho nên lúc nào anh cũng mở cái nụ cười khi mà gặp nhau, là gặp anh Tony là thấy có nụ cười trên môi rồi. Và đồng thời anh cũng rất là năng nổ cũng như là rất là hòa đồng với tất cả các anh em trong những cái công việc làm, cho nên khi mà cái việc gì mà khi cần đều có anh để mà cộng tác một tay. Cho nên chúng tôi cũng nhìn thấy cái sự đóng góp của anh trong những cái công việc cộng đồng rất là nhiều, nhất là cái vụ mà diễn hành Tết vừa qua. Khi mà diễn hành Tết được thành công thì cũng có sự đóng góp của hai vị ở đây, cho nên là chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái tinh thần của anh. Và xin mời cô Trần Thị Đào có thể gửi. Dạ vâng, kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television.
Nguyễn Mạnh Chí giới thiệu về tôi như vậy là cũng khá đầy đủ. Tức là tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1971, sau đó ra trường thì bắt đầu tôi dạy ở tỉnh. Và đến năm 1974 tôi đổi về dạy ở Sài Gòn được một năm thì là mất nước đó. Thì là sau khi mất nước thì tôi cũng có dạy lại ở các trường trung học. Và cái trường đầu tiên mà khi mà năm 75 khi mà Việt Cộng vô thì đổi tôi qua cái trường mà ngày xưa là trường Hồ Ngọc Cẩn. Và khi mà năm 75 vô thì họ đổi thành là trường trung học Nguyễn Đình Chiểu. Vâng, rồi thì tôi dạy đó cho đến đến khi mất nước thì là tôi dạy lại được mấy năm. Thì đến năm 1981, tức là được 7 năm. Được 7 năm, từ 75 cho đến 81, tức là được 6 năm. Thì là họ ấy cho tôi nghỉ bởi vì tôi nộp đơn đi ra nước ngoài. Và tôi đã sang Mỹ năm 1991. Sang Mỹ năm 1991 thì năm 1994 là tôi tham gia làm việc trong học khu Westminster. 15 năm sau thì tôi nghỉ hưu. Và cái thời gian hưu của tôi thì tôi cũng thường thì tôi cũng quan tâm đến những cái sinh hoạt của cộng đồng, nhưng mà tôi thực sự thì tôi không có bước chân vào một cái lĩnh vực nào cho tới khi gần đây, khi mà mới năm ngoái thôi, thì khi mà cộng đồng có những cái vấn đề mà tôi cảm thấy rằng tôi rất là quan tâm thì tôi bước chân vào và tôi tìm hiểu, và từ đó đến nay tôi một lòng ủng hộ các vị dân cử mà đang vì một cái thế lực đồng tiền đánh phá. Dạ vâng, quý vị có thể nói là chúng tôi hơi dài dòng trong cái vấn đề giới thiệu, nhưng mà thưa với quý vị nghe qua thì quý vị hiểu được đây là những vị mà đang sinh hoạt trong cộng đồng, đã đóng góp vào trong cho xã hội mà chúng ta đang sinh sống, đồng thời cũng đã đóng góp vào cái sinh hoạt của cộng đồng và nay đang có những cái sự quan tâm cho cái cộng đồng của chúng ta, để có thể trình bày với quý vị những cái sự kiện nó được rõ ràng hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta trở lại là chúng ta thấy rằng là trong cái kỳ bầu cử vừa qua, sơ bộ vừa qua cũng đã xong rồi. Bây giờ chúng ta chính ra là không có cái việc này xảy ra. Tuy nhiên nó không may cho thành phố Westminster của chúng ta, mà chúng ta phải có một cái cuộc bầu cử đặc biệt. Cuộc bầu cử đặc biệt này chúng tôi có thể tạm gọi là cuộc bầu cử trưng cầu dân ý, mà phải tốn thành phố tới 500 Mỹ Kim, nửa triệu như vậy. Cái số tiền này chính ra là chúng ta cũng không phải tốn kém như vậy, mà chúng ta có thể dùng cái số tiền này cho những cái chương trình như là hội cao niên hay là cho các chương trình của thanh thiếu niên. Và nhiều chương trình chúng ta có thể dùng được trong cái nửa triệu đó. Tuy nhiên, có một số người trong cộng đồng trong thành phố Westminster cùng với họ gọi là toa rập với lại tỷ phú Hoàng Kiều để mà làm lũng đoạn cái thành phố Westminster, nhất là cái thành trì của chống cộng của chúng ta ở đây được gọi là thành trì chống cộng Little Sài Gòn. Thì trước hết xin mời anh Tony, làm cư dân của thành phố Westminster, anh có thể cho được cái nhận xét của anh về những cái nhận định mà những cái gì nó xảy ra trong những tháng vừa qua không? Dạ. Kính thưa quý vị, tôi là cư dân của thành phố hơn 20 năm, thì tôi đã thấy sự phát triển của thành phố 20 năm qua, từ một thành phố do những người Mỹ lớn tuổi họ điều hành, rồi từ từ một số người Việt Nam của chúng ta đã len chân vào và đã tranh cử được đồng bào tín nhiệm vào những chức vụ thị trưởng hay là nghị viên, và ở các cấp độ cao thì người Mỹ mà gốc Việt của chúng ta đã góp phần tích cực để đóng góp vào sinh hoạt của cộng đồng. Tuy nhiên gần đây chúng tôi cảm thấy đau lòng khi thấy thành phố Westminster phải có một cuộc gọi là tổng giống như trưng cầu dân ý xem có nên recall hay không recall. Thì ai đã làm cái chuyện này thì truy nguồn đó thì chúng ta sẽ thấy hai người, đó là ông Tài Đỗ từ khi ông vô thành phố, ông đã quậy lên những cái vấn đề mà không có, ví dụ như bảo quý vị là corruption, tham nhũng hối lộ, đó là toàn là những vấn đề giả,
mà họ cố tình nêu lên để kích động người Mỹ bản xứ trở nên căm thù, căm ghét chúng ta. Đó là cái tội lớn của ông Tài Đỗ mà trong tương lai đồng bào phải gọi là đem ra xét xử, vì đó là con râu, con sâu làm rầu nồi canh của chúng ta. Rồi người đứng phía sau đó là ông Trọc Phú Hoàng Kiều, một người từ đâu đâu đó lại bỏ tiền ra để ủng hộ cho cái nhóm gọi là Westminster United, mà cái nhóm đó cũng chỉ là một vài mấy phần tử người người Mỹ bản xứ, hay là người Mỹ của gốc Latino, người Mỹ của gốc các sắc dân khác. Rồi vì họ không hài lòng, gọi là có tính cách ganh tị đối với sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam chúng ta, nên họ mới tạo nên một vấn nạn như vậy. Do đó, tội đồ lớn nhất của thành phố Westminster vì cái vấn đề recall mà khiến cho thành phố của chúng ta mất gần 500.000. Do đó, đó tên tội đồ đầu tiên là tên Tài Đỗ. Đó, và hiện tại ông Tài Đỗ còn mắc vào một cái tội là thông dâm, mà như tôi đã thấy rõ trên những cái cuộc họp báo. Thông dâm tiếng Mỹ gọi là gì? Là sodomachonism. Tức là gì? Tức là thông đồng dâm ô với những người khác không phải là trong gia đình mình. Thành thử ra cái tội của ông Tài Đỗ một mặt thì gọi là đạo đức, tiêu chuẩn đạo đức gì kia, nhưng mà chính ông đã làm một việc mà đối với cộng đồng Việt Nam là không chấp nhận được, là làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính ông, rồi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của những người khác, và làm một cái gương xấu cho những thế hệ đi sau, và ngay cả người Mỹ khi nhìn vào một cái cộng đồng của chúng ta mà ông nghị viên mà đi làm những cái việc như vậy, thì người đó đáng phải bị kéo xuống, và đồng bào phải tẩy chay ông đó và phải đem ông đó xuống để ra cho tất cả mọi người thấy một cái hành động gọi là miệng thì nói đạo đức nhưng mà bên trong làm việc thiếu đạo đức, thiếu lương tri và thiếu lương tâm, cho là con sâu, không những con sâu mà tôi còn nói rõ đó là con virus đã làm di hại cho cộng đồng của chúng ta nếu chúng ta không triệt tiêu và cách ly cái con virus đó thì nó sẽ lan tỏa ra khắp nơi. Dạ vâng, thay vì tôi trở lại tôi hỏi anh Tony là anh nói những cái đó anh có bằng chứng không, thì tôi sẽ hướng qua bên cô Đào và tôi hỏi rằng những cô Đào có đồng ý với hay là có nhận xét gì về những cái điều mà trình bày vừa qua của anh Tony, và cô có biết được là cô có nhìn thấy được những cái bằng chứng đó không? Dạ, tôi rất là đồng ý với anh Tony. Có thể nói là anh nói thay cho tôi rồi. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ nói mạnh hơn. Và thì tôi, như tôi có nói hồi nãy với quý vị, là tôi đến đây, tôi đến nước Mỹ năm 1991, là tôi định cư ở đây luôn. Từ đó đến giờ là coi như là 29 năm rồi. Dạ vâng. Thì là khi mà tôi mới đến thì phải nói là cái khu Westminster này rất là băng đảng ghê lắm. Dạ vâng. Băng đảng ghê lắm. Thì là suốt quá trình đó, khi mà tôi mới đến, tôi rất là sợ. Trời ơi, sao bên này mà cũng có những cái băng đảng như vậy, ở những quán cà phê gì là rất là nhiều. Đó, thì rồi thì sau này thành phố phát triển lên, từ khi mà chúng ta có những cái người mà dân cử bắt đầu vô thành phố. Thì tôi làm việc ở đây, tôi làm việc cho học khu Westminster từ năm 1994. Là tôi biết là thành phố Westminster là một cái nơi mà hãnh diện của chúng ta so sánh với cái thành phố Garden Grove tôi sống. Đó, đó thì là thành phố Garden Grove tôi sống đâu có được bằng như vậy. Rất là tốt đẹp. Đó thì là mọi người làm việc với nhau và cái cộng đồng. Tôi còn nhớ khi mà cái vụ Trần Trường là năm bao nhiêu thì tôi không nhớ rõ. Năm 1999. Khá lâu rồi. Dạ vâng. Thì lúc đó là trời ơi, người ta cứ nói là bao nhiêu ngày đêm chúng ta chiến đấu để mà chúng ta chống như vậy. Và cho nên là tôi rất là tâm đắc với một cái bài mà ông Phan Nhật Nam ông mới viết là cuộc tổng công kích năm Canh Tí 2020. Tức là ông ấy nhắc lại những cái vụ mà từ thời Mậu Thân rồi cho đến cái vụ Trần Trường như vậy, đồng bào đứng lên như vậy. Mà cho tới bây giờ thì là cái sự mà tấn công vào thành phố Westminster này là cả nằm trong một cái kế hoạch. Tôi xin nhấn mạnh thêm với anh nói như vậy, nằm trong cả một kế hoạch, và Tài Đỗ chẳng qua chỉ là một quân cờ, là một quân cờ thực hiện cái kế hoạch của Đảng Cộng sản Việt Nam là phải làm gì,
là phải đánh sập cái thủ phủ chống cộng này. Đó. Tại sao như vậy? Bây giờ cứ chúng ta cứ để ý các buổi họp thành phố đi. Từ khi mà thành phố Westminster ra cái nghị quyết chống nghị quyết 39 của Việt Cộng, thì chúng ta thử hỏi xem có lần họp nào mà cái tên Việt Gian Nguyễn Phương Hùng không đến và tố cáo mấy người này không? Việt Gian Nguyễn Phương Hùng thì quý vị biết là ai rồi. Là một tên đã từng về Việt Nam mặc áo cờ Việt Cộng, hát ca ngợi Hồ Chí Minh, đủ thứ hết. Không tuần nào là không đến họp, không đến cái buổi họp để mà tấn công quý vị dân cử này. Thì chúng tôi như hồi nãy tôi giới thiệu, tôi không hề, trước kia tôi không hề quan tâm tới những cái sinh hoạt này. Nhưng mà vì tôi thấy những cái sự mà nó quá lố như vậy, cho nên tôi phải vô và tôi tìm hiểu. Thì tôi thấy rõ ràng, đúng là khi mà Tài Đỗ được vô, thì Tài Đỗ là một con người chúng ta tưởng ở ngoài tưởng là một cách vô tình, nhưng mà cả một sự sắp xếp. Tài Đỗ vô được sự trợ giúp rất mạnh mẽ của Phát Bùi. Đó, anh kể nãy anh còn kể thiếu một tên Phát Bùi nữa. Hai tên đó mà tôi vẫn dùng chữ It takes two to tango. Hai tên đó đã nhảy tango với nhau để mà phá nát cái thành trì chống cộng của chúng ta. Rồi thì đúng là như anh nói đó, tạo ra những cái sự rất là bịa đặt là về corruption. Trong cái mà giấy mà nó kêu gọi bãi nhiệm đó, nó đặt nặng cái vấn đề corruption. Tại vì chính tôi đã tiếp xúc với những người mà người ta đi ở đó, tôi đến cái chỗ mà nó vận động đó, tôi hỏi anh ta coi nó có bằng chứng gì corruption hay không. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu mà nó có bằng chứng corruption đó, là tham nhũng đó, thì nó đã đưa quý vị này ra tòa và quý vị này phải ngồi tù rồi. Bằng chứng là đã có một cái ông Johnson là một cái thị trưởng, mà thị trưởng luân phiên thôi, ở thành phố Rosemith đó, đó, tham nhũng và bị ngồi tù. Đó. Mà đây nó nói tham nhũng tức là cái gì? Không có một cái chứng minh nào hết, hoàn toàn là một sự bịa đặt. Thành ra là rồi thì nó làm như vậy á, để mà câu những người Mỹ, người ta nghe ồ Việt Nam mình như vậy, tức là vô đây để mà tham nhũng thôi. Thì chúng ta thấy là rõ ràng cái sự recall này nó base, tức là nó đặt căn bản trên một cái sự sai lầm hoàn toàn là gian trá. Đó, cho nên là tôi hoàn toàn chống cái vụ này, nhất là sau đó lại được một cái tay tỷ phú giàu có ở đâu đến bỏ ra 1 triệu mấy để mà bãi nhiệm, rồi bây giờ để nợ cho thành phố phải tổ chức cái tụ này tốn 0.5 triệu. Như vậy chúng ta, quý vị thằng là những người mà có lương tâm, quý vị hiểu rõ được cái sự mà nó đánh phá ở đây. Tức là tất cả từ Hoàng Kiều cho đến Phát Bùi, cho đến Tài Đỗ, tất cả những cái đó là tay sai của bọn Cộng sản Việt Nam hết. Vừa xong thì cô có nhắc tới một vị mà trước đây cũng sinh hoạt trong cộng đồng, cũng mặc áo lính, là một cựu quân nhân, nhưng sau này đã đổi và mặc và khoác vào cái chữ áo là cờ đỏ sao vàng. Đó là ông Nguyễn Phương Hùng. Và ông cũng đã ra ngoài để mà trong những cái phiên họp để mà ông lên ông nói. Thì bây giờ cô đã nhắc ra 3 nhân vật. Nhân vật thứ nhất là Tài Đỗ, nhân vật thứ hai là Phát Bùi, nhân vật thứ ba là Nguyễn Phương Hùng. Hình như 3 nhân vật này họ cũng có sự cấu kết liên kết với nhau. Và trong cái sự liên kết đó thì chúng ta thấy rằng là ông Bùi Phát đã ngồi với lại Phạm Quang Vinh vào năm 2015 để mà gọi là ăn tiệc. Trên cái bàn tiệc đó lại có lá cờ đỏ sao vàng. Đỏ sao vàng. Và ông có thể ngồi thản nhiên để mà ông có thể ông ăn uống với họ như vậy. Cái đó là mình đã nhìn thấy một cái sự kiện. Cái sự kiện thứ hai về ông Nguyễn Phương Hùng thì quá rõ rồi. Mọi người ai cũng thấy ai rằng cũng biết hết. Ai cũng biết rằng là mình ông này ông đã khoác một cái áo và ông về tới Việt Nam thì ông còn khóc lóc quỳ khóc xuống lóc, mà khóc lóc quỳ như vậy. Xuống rồi thì hát ca ngợi Hồ Chí Minh này nọ. Thì tôi nói đúng là những tên mà tôi kể tên nào cũng có đụng đến cái cờ máu hết rồi đó. Rồi tên thứ ba, người thứ ba là ai? Người thứ ba là ông nghị viên Tài Đỗ. Thì chắc chúng ta ai cũng biết về cái vấn đề này. Ông đã lợi dụng cái danh nghĩa là nghị viên Tài Đỗ để mà ông tuyên bố một câu rất là vô trách nhiệm. Ông nói rằng là thành phố Westminster nay chính thức là thành phố Hồ Chí Minh. Có phải như vậy không thưa hai vị? Dạ quá rõ ràng. Mời anh Tony.
điều đó là một cái sự vi phạm freedom of speech. Ở xứ Mỹ này, quý vị có toàn quyền nói tuyên bố những điều gì. Tuy nhiên những điều đó mà mạ lị đến một tập thể hay là một cá nhân hay tập thể và làm cho người ta bất an thì đó là vi phạm freedom of speech. Và quý vị sẽ bị xử với cái luật, trước tiên là luật nhân quả, là trong tương lai quý vị sẽ không ngóc đầu lên được. Thứ hai là luật của thành phố hay của con người, là quý vị sẽ bị mất tiếng tâm cũng không còn, và đồng thời cho đến khi quý vị nhắm mắt thì quý vị là một con giòi, con bọ của cộng đồng, và nay thì thành một con virus của cộng đồng mà chúng ta phải tìm cách diệt trừ nó. Đó, thành thử ra những con virus trong cộng đồng hiện tại chúng ta thấy có Hoàng Kiều, là tên trọc phú Hoàng Kiều, là một con virus rất là tai hại. Rồi cho tiền cho những người khác như là nhóm Westminster United để bỏ tiền để đi lấy chữ ký một cách gọi là illegal, bằng cách là chữ ký mà không có chính thức, treo đầu dê bán thịt chó đó, phải không? Đúng rồi, lừa gạt đồng bào để ký tên vào đó. Rồi ông Tài Đỗ cũng là một người mà dở giọng đạo đức nhưng mà thực sự là một người vô đạo đức. Đúng rồi. Khi mà anh nói tới cái vấn đề, cứ nãy anh nhắc tới cái vụ mà thông dâm đó, mà chúng tôi hỏi về cái bằng chứng đó, có mình có thấy được cái bằng chứng ở đâu không? Thì chúng ta hình như là có một cái cuộc họp báo nào đó, tôi không biết. Thì chính tôi là người tham gia cuộc họp báo. Vậy hợp với chị, cô có thể trả lời thêm. Chính tôi là người tham dự cuộc họp báo của ông Bình Nguyễn ở nhà hàng Majesty. Đó, thì tại vì cái lý do là như thế này, ông mới có cuộc họp báo, là tại vì ngày 12 tháng 2 thì ông Bình Miễn hôm đó ông ấy đi buổi họp thành phố. Ông ấy ngồi cách tôi cái lối đi này. Tôi ngồi bên này, ông ngồi bên này. Thì là ông ấy lên, ông ấy tố cáo nghị viên Tài Đỗ. Đã gọi là ông ấy dùng chữ như này, tôi dùng nguyên văn chữ của ông ấy dùng extramarital affair. Đó, nghĩa là cái cuộc ngoại tình giữa ông Tài Đỗ và vợ ông ấy đã làm tan nát hai gia đình. Thì hai tuần sau đó là ngày 26 tháng 2, tức là trong buổi họp tiếp theo, thành phố tiếp theo, thì bà vợ ông ấy lên khóc lóc và nói rằng bà ấy không còn là vợ của ông, bà không phải là vợ của ông Bình Nguyễn. Đó. Và bà khóc lóc, bà nói bà là một người mẹ đơn thân đi làm nuôi con. Và tôi ghét nhất một cái, bà, ông Bình Nguyễn bao nhiêu tuổi mà bà nói là ba quý vị dân cử này đã xúi xiểm ông đó. Đó, là cho nên là vì cái sự bất mãn đó, ông Bình mới tổ chức một cuộc họp báo. Tại vì bà nói tất cả những điều bà nói đều sai về ông. Ông ấy đưa ra cuộc họp báo, ông ấy có cái gì đó, ông có trình bày cái lịch trình đầy đủ. Đó, lịch trình đầy đủ về những cái chứng minh mà ông ấy chứng minh được là bà ấy đã ngoại tình như thế nào. Tôi muốn nói lên cái sự thật về cái chuyện ngoại tình giữa vợ tôi là bà Lan Anh với lại ông Tài Đỗ, bây giờ là nghị viên của thành phố Westminster. Vào thứ tư tuần trước là ngày 26 tháng 2, 2020. Cũng xin nhắc lại để cho rõ hơn là trước đó 2 tuần, thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2020, trong cái buổi họp của thành phố Westminster, tôi có lên và phát biểu rằng cái cuộc ngoại tình giữa nghị viên Tài Đỗ và vợ tôi đã gây ra cái sự đổ vỡ của cả hai gia đình của ông Tài Đỗ và gia đình của tôi. Tôi đã có những cuộc điều tra độc lập và đã thu thập nhiều bằng chứng cụ thể để xác định rõ ràng là cái chuyện ngoại tình đó đã xảy ra. Như chúng ta thấy ở trên, tôi có những information bắt đầu từ tháng 5 năm 2017 tại thành phố Huntington Beach, gần biển ở các parking lot. Hai người đã gặp nhau ở ngoài biển, và đây bức hình
chụp bà Lan Anh đi từ cái xe của ông tài đỏ là xe bên kia về cái xe của bà. Cái chuyện thứ nhì là vào thứ ba 18 tháng 7 2017 tại hotel Sheraton South Hotel ở Garden Grove gần Disneyland. Nhưng mà xin được hỏi quý vị là trong cái cuộc họp báo đó, quý vị có thể tóm lược lại cái kết quả của cái cuộc họp báo đó, ông muốn đưa ra cái gì và ông có đạt được cái kết quả là ông ấy nói ông ấy dùng trước hết là phá hoại hạnh phúc hai gia đình là rất đúng. Yeah. Bởi vì khi mà cái cuộc ngoại tình đã diễn ra, cả hai bên vẫn còn là married hết. Yeah. Đó. Và cho tới bây giờ này, bà và ông Bình Nguyễn và ông vẫn còn sống trong một gia đình. Và ông có chứng minh là ông có nói là ông trả hết những chi phí chính của gia đình, gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe cộ và mọi thứ chính trong gia đình. Và bà Lan Anh, tức là bà vợ của ông đó, bà ông Bình thì, đó. Vợ của ông Bình đó, thì chỉ trả một chút chi phí cho cái cô con gái nhỏ vậy thôi. Đó. Chứng tỏ rằng những điều mà bà ấy nói là xuyên tạc, đó là ông ấy không còn là chồng bà lâu rồi. Nhiều người cứ bảo là thì là nếu mà ly dị lâu rồi thì người ta đâu có quyền gì. Tôi biết rằng ông Bình là một người có học, ông ấy dùng chữ vậy là người ta vấn đề là có thể nếu mà ly dị rồi bà này có thể kiện ông như chơi. Đó. Cho nên cái vấn đề là đúng như anh nói hồi nãy, tài đỗ không có tư cách của một con người bình thường nữa, chứ đừng có nói là một người đại diện dân. Có khi nào một người đại diện dân mà lại phá hoại hạnh phúc của chính mình và hạnh phúc của một cư dân khác hay không? Thành ra tôi nói là cái tên đó không xứng đáng là một nghị viên nữa, chứ đừng có nói. Thành ra nếu mà có danh dự thì là xuống đi. Đó. Dạ vâng, chúng tôi cũng được biết là ngay khi mà ông tài đỗ được tắc cử, có một cái text được gửi qua cái mạng xã hội đó, thì cũng chính là con của ông Bình này gửi ra. Vâng. Nói rằng là nghị viên mà mới được tắc cử tài đỗ đó, vâng, là có affair với tôi lại mẹ của tôi. Cái đó tôi có cái đó. Hình như là cái đó tôi không lầm là có đưa lên vào trong có cái đưa lên mạng xã hội. Tôi có được thấy cái đó, tôi có đọc cái đó luôn. Có nghĩa là không chỉ là ông Bình mà cả mà con cả ông con Bình, ông Bình cũng đã tố cáo về vấn đề này. Dạ. Ông trong cuộc họp báo ông Bình có nói. Mình có nói cái vấn đề đó, người ta hỏi là ông có biết cái đó không? Nó không có biết, nhưng mà tại vì lúc đó mẹ ông ấy cũng tội nghiệp ông Bình lắm. Lúc đó là mẹ ông ấy đang bệnh nặng sắp chết rồi. Thành ra ông cũng không có quan tâm về những vấn đề đó nữa, cho tới khi mà anh em ông với bạn bè hỏi có biết chuyện đó không thì ông mới biết. Thì ông ấy có nói là 3 ngày sau gì đó, ra lệnh cho nó rút thôi xuống. Bây giờ mình tạm gác cái chuyện của ông tài đỗ qua một bên, mà chúng ta muốn nói tới cái vấn đề là cái ông tỷ phú, ông không có sống ở trong cái thành phố Westminster hoặc là cái khu vực lân cận ở đây, mà ông nhúng tay vào để mà ông tiếp tay. Không những là ông tiếp tay để lấy đi 20% chữ ký để mà đòi bãi nhiệm 3 dân cử, thưa với quý vị. Và nay ông lại đổ tiền vào để mà giúp cho những người, cho dù là không phải là những người Việt của chúng ta, để ra tranh cử để đánh lại những người mà đang tại chức. Thí dụ điển hình là cá nhân chúng tôi được cái sự tin tưởng của đồng hương đã tín nhiệm chúng tôi vào cái nhiệm kỳ 4 năm. Và trong cái năm vừa qua chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách để làm việc, để phục vụ cho cư dân. Trong khi chúng tôi mới làm được có mấy tháng thì ông Tài Đỗ cũng như là một số cư dân của thành phố Westminster là những người đã bị thất cử trong cái kỳ mà ra tranh cử với chúng tôi trong năm 2018. Họ đã trở lại để mà họ đòi chiếm lại cái ghế này. Chính vì như vậy mà có cái sự cộng tác của ông Hoàng Kiều đã đổ tiền vào để lấy 20% chữ ký. Sau khi đã lấy được 20% chữ ký, bây giờ ông còn lòi cái đuôi của ông ra nữa là ông đã ủng hộ cho cái người mà ngoại quốc đó đã thất cử trong cái năm 2018 khi mà tranh cử với tôi. Và ông cho một cái số tiền khá lớn để lần này ông này có thể dùng cái số tiền đó đánh bại tôi, để lấy lại để lấy đi cái chức mà cái nhiệm kỳ của chúng tôi còn 3 năm nữa. Thì không biết là anh Tony biết về cái chuyện đó không? Dạ. Tôi thì có theo dõi những sinh hoạt mà do ông Hoàng Kiều kích động đồng bào để recall những 3 người dân cử gốc Việt của chúng ta tại thành phố Westminster. Là quý vị, Hoàng Kiều đã làm một việc sai lầm. Vì sao? Vì quyền bầu cử
bỏ lá phiếu tín nhiệm một người và chọn một người để đại diện mình trong một công chức vụ công quyền, đó là quyền được xác định trong hiến pháp Hoa Kỳ và được tôn trọng. Và do đó Hoàng Kiều đã làm một việc như vậy là tự chà đạp lên quyền hiến định của người khác. Do đó Hoàng Kiều sẽ phải chịu trách nhiệm trong tương lai. Cư dân có thể có một class action suit kiện Hoàng Kiều về cái tội gọi là vi phạm hiến pháp, chà đạp lên quyền bầu cử, ứng cử của người khác. Còn riêng các vị mà chờ đợi Hoàng Kiều làm recall rồi nhảy ra để tranh chức chứ như người khác đó, thì quý vị tôi thấy là không có liêm sỉ. Tại vì hãy để cho ba vị dân cử gốc Việt chúng ta làm việc hết nhiệm kỳ, rồi quý vị hãy mạnh dạn bước ra tranh cử với các vị này. Đó là tinh thần gọi là dân chủ hợp hiến. Dạ vâng, thôi thì bây giờ cái chuyện là mình chúng ta biết được là cái nguồn gốc nó tại sao nó xảy ra những cái chuyện này rồi. Cho dù cái chuyện đó nó là một cái chuyện gian tà, không chính nghĩa. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đối diện với một cái cuộc tranh cử này. Đúng như vậy. Thì bây giờ chúng ta đối diện với cuộc tranh cử này, thì xin hai vị mời cô có thể nói rằng là cô có thể có những lời kêu gọi đến với cư dân của thành phố Westminster nói riêng và cộng đồng của chúng ta nói chung về những việc mà chúng ta cần phải làm trong cái ngày 7 tháng 4 sắp tới đây. Dạ vâng, cảm ơn Nguyễn Mạnh Chí đã cho tôi cái để trả lời cái câu hỏi này. Thì đúng như vậy, cái chuyện chúng ta biết rằng nó đã làm một cách hết sức là nghĩa là sai lạc và phải nói là gian trá, nhưng mà đằng nào nó cũng đã đến. Bây giờ chúng ta, cái việc chúng ta phải đối phó đây là cái cuộc bầu cử ngày mùng 7 tháng 4 tới đây. Chúng ta phải làm gì? Tôi kêu gọi lương tâm, trách nhiệm của tất cả những người cư dân ở thành phố Westminster, là tôi luôn luôn là tranh đấu cho điều gì tôi tin là chính nghĩa. Cho nên tôi kêu gọi quý vị rằng cái việc recall này là một việc hết sức là phi chính nghĩa. Thành ra tôi kêu gọi tất cả quý đồng hương ở Westminster, trong cái ngày bầu cử, chắc chắn là nay mai có thể quý vị sẽ nhận được cái phiếu bầu đến nhà. Xin quý vị sẽ có 3 phần, một phần cho thị trưởng Tạ Đức Chí, một câu cho thị trưởng Tạ Đức Chí, một câu cho phó thị trưởng Kimberly Hồ, và một cái cho anh nghị viên Nguyễn Mạnh Chí ở đây. Mỗi ô như vậy, xin quý vị dùng bút đánh đen trên cái ô là no hoặc là không. Đó, tôi nghe được như thế này. Hôm nay có một cái điều rất là thú vị. Tức là trước khi tôi đi lên đây để mà thâu hình, tôi được một người rất là có uy tín gọi cho tôi, mà tôi cũng không biết người đó là ai nữa, mà người đó lại biết số phone của tôi. Thì cuối cùng nói chuyện ra thì là bà Kiều Mỹ Duyên. Thành ra tôi rất là thú vị. Bà ấy dặn tôi như này: chị ơi, tôi biết là chị là tranh đấu cho quý vị này. Thành ra quý vị nhớ nói là bây giờ đó đang có một cái mưu mô là nói rằng nếu mà mình ủng hộ mấy người này thì mình bấm vào chữ có. Yeah. Đó, thành ra tôi cũng xin báo cho đồng hương biết là chúng ta bấm ở chỗ không, chúng ta bôi đen ở chỗ không, no hoặc là không. Tức là họ hỏi chúng ta có muốn bãi nhiệm quý vị này không, chứ không phải là như những người tuyên truyền quý vị mà bấm vào yes, mà bảo bỏ vào yes hoặc là có là sai. Chúng ta đều điền vào cả ba cái ô đó, cả cho ba người, chúng ta đều bấm vào chữ không hoặc là no. Vâng, xin mời anh Tony Bùi. Dạ, thì tôi thấy vài ngày sau, trong tuần lễ tới này, quý vị sẽ nhận được phiếu bầu của thành phố gửi đi cho cư dân của Westminster. Thì quý vị hãy cẩn thận nhìn vào đó và vote, tức là gạch tô đen cái no recall, tức là no cho ông Mayor Tạ Đức Trí, no cho Phó Thị trưởng Kimberly Hồ và no cho nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. No là gì? Tức là chúng ta không chấp thuận cái việc bãi nhiệm này và chúng ta sẽ lưu nhiệm ba người này vì họ đã làm việc tốt đẹp cho cộng đồng. Chứng tỏ là
trong một thời gian rất là ngắn ngủi mà quý vị đã cộng tác chung với lại nhiều người trẻ để tạo nên một cuộc diễn hành rất là thành công cho thành phố Westminster vào dịp Tết vừa qua. Chúng tôi thán phục quý vị. Dạ vâng. À, chúng tôi cũng xin được nhấn mạnh với quý vị rằng là quý vị nếu mà quý vị nhận được cái phiếu mà phiếu nó bằng tiếng Anh đó thì quý vị hãy đánh vào ba chữ O no no no. Thưa quý vị tôi xin được nhấn mạnh là quý vị phải điền vào cả ba cái O no chứ không phải là một O. Tại vì một O đó nó chỉ cho một người cho mà một thôi người. Và chúng ta cần phải điền vào cả ba O no đó. Còn nếu mà quý vị nhận được bằng tiếng Việt đó thì quý vị đánh vào cái O không. Không có nghĩa là no đó quý vị, thì cũng là quý vị phải điền vào ba cái O không không không. Rồi chúng tôi xin được rất nhanh đi qua. Thí dụ như là cái câu đầu tiên nó sẽ là liệu Trí Tạ có nên bị bãi nhiệm hoặc là cách chức ra khỏi vị trí thị trưởng không, thì quý vị đánh vào chữ không. À, rồi là ủy viên hội đồng thành phố thì liệu Kimberly Hồ có nên bị bãi nhiệm ra khỏi cái vị trí ủy viên hội đồng không, thì quý vị cũng đánh vào không. Và cuối cùng thì liệu Chí Charlie Nguyễn có nên bị bãi nhiệm ra khỏi vị trí ủy viên hội đồng không, một lần nữa quý vị phải đánh vào chữ không, có nghĩa là không không không, ba không hoặc là ba no, thưa với quý vị. À, và trong những ngày tới đây tôi nghĩ rằng bắt đầu từ ngày hôm nay quý vị cũng đã có những vị đã nhận được cái lá phiếu gửi về nhà hoặc là có những vị sẽ nhận vào trong những ngày tới. Xin quý vị hãy đi bầu, đừng quên là chúng ta có cái cơ hội để nói lại cái tiếng nói của chúng ta mà chúng ta quên đi, quên bầu của ngày 4 tháng 7 này là ngày cuối, thì đó là một cái sự mất mát cho cộng đồng của chúng ta rất nhiều, bởi vì chúng ta cần phải lên tiếng để giữ lại cái thành trì mà chúng ta đã gây dựng 45 năm qua. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn cái sự theo dõi của quý vị, cảm ơn hai vị đã đến với lại chương trình phóng sự cộng đồng của Việt Mỹ Television. Và xin mời hai vị có thể gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Xin cảm ơn quý thính giả đã, quý khán thính giả đã lắng nghe anh chị em chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin rằng nếu mà quý vị mặc dù không ở Westminster nhưng nếu có quen ai ở Westminster, xin kêu gọi để mà ủng hộ cho quý vị dân cử này, bởi vì giữ lại quý vị dân cử này chính là chúng ta giữ lại thủ đô tị nạn cộng sản của chúng ta. Xin mời anh Tony Bùi. Tôi hân hạnh được tiếp chuyện cùng quý vị và cầu chúc quý vị sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, và nhất là cư dân Westminster khi nhận được phiếu bầu thì hãy đánh phiếu no recall cho ba vị này, no, no và no. Đó hoặc là không, không và không. Và tôi muốn thêm cái này nữa, không biết có hay không, thì hình như là nó có ở bên dưới, nếu có thì thay tên nào, quý vị không nhìn vào những chỗ khác, quý vị không nhìn vào những chỗ cảm tên ơn cô đã nhắc tới vấn đề đó. Khi quý vị đánh vào no 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 hoặc là không không không, quý vị không cần để ý tới tên của ai nữa, là bởi vì những cái tên đó là không có cần thiết khi mà quý vị đã đánh vào những cái chữ cái O no rồi. Đừng có nghe tên của mấy người kia rồi mình điền gì vào đó hết. No, chúng ta chỉ điền vào tên của ba vị này và đề là no, no, no. Dạ vâng, trong cái ba vị này đó nó chỉ có hỏi là yes or no thì mình nói là no, no, no hoặc là không, không, không mà thôi. Dạ vâng. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ bên gia đình. Xin được kính chào.